Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình và xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây là những nội dung chính được chúng tôi mới cập nhật ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID sáng 29 tháng 1, giáp Tết số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh. Hà Nội vẫn đứng đầu số ca mắc mới với gần 2.900 F0 trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 14.929 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 14.892 ca ghi nhận trong nước, giảm 780 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.422 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.885 F0, tiếp đó là Bắc Ninh 1.013 ca, Đà Nẵng 886, Hải Phòng 635, Quảng Nam 617, Thanh Hóa 582, Nam Định 518, Phú Thọ 454, Hòa Bình 427, Bình Định 424, Hưng Yên 374, Vĩnh Phúc 369, Bắc Giang 357, Quảng Ninh 343, Quảng Ngãi 341, Hải Dương 341, Nghệ An 266, Bình Phước 239, Thừa Thiên Huế 223, Lâm Đồng 206, Thái Bình 169, Lào Cai 169, Hà Nam 159, Thành phố Hồ Chí Minh 153, Sơn La 153, Lạng Sơn 151, Cà Mau 145, Khánh Hòa 129, Tây Ninh 126, Hà Giang 125, Thái Nguyên 124, Quảng Bình 115, Quảng Trị 112, Bến Tre 110, Đắk Nông 103, Vĩnh Long 101, Ninh Bình 92, Yên Bái 92, Điện Biên 82, Kiên Giang 78, Kon Tum 70, Gia Lai 63, Bình Thuận 63, Bà Rịa Vũng Tàu 59, Tuyên Quang 55, Đồng Tháp 55, Trà Vinh 50, Cao Bằng 49, Phú Yên 48, Bình Dương 47, Bạc Liêu 44, Bắc Cạn 41, Long An 40, Hậu Giang 38, Ninh Thuận 32, Cần Thơ 30, Sóc Trăng 29, Lai Châu 27, An Giang 25, Đồng Nai 21, Tiền Giang 17, Đắk Lắk 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.292 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 2, Thanh Hóa 2, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.218.137 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 22.470 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.211.243 ca, trong đó có 1.497.427 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 513.412, Bình Dương 292.799, Hà Nội 123.060, Đồng Nai 99.832, Tây Ninh 87.832. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.633 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.950.244 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.147 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1, ghi nhận 144 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 23 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 16 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 9, thành phố Hồ Chí Minh 9, Bình Thuận 8, Đồng Nai 7 ca trong 2 ngày, Cần Thơ 7, Sóc Trăng 6 ca trong 2 ngày, Hòa Bình 5 ca trong 2 ngày, Bình Định 5, Đồng Tháp 5, Trà Vinh 4 ca trong 2 ngày, Tiền Giang 4, Bến Tre 4, Bạc Liêu 4, Thanh Hóa 3 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 3, Hà Giang 2, Tây Ninh 2, Bình Dương 2, Hậu Giang 2, Quảng Trị 1, Huế 1, Hải Dương 1, Nam Định 1, Ninh Bình 1, Tuyên Quang 1,
Yên Bái 1, Phú Yên 1, Bình Phước 1, Long An 1, Cà Mau 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 141 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.432 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 1, có 785.008 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 180.366.266 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.023.934 liều, tiêm mũi 2 74.011.623 liều, tiêm mũi 3 là 27.330.709 liều. Tự tin mở cửa. Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến nhiều dòng người tỏa về quê đón Tết. Thật là ý nghĩa bởi sau gần 2 năm, người lao động bị tổn thương cả vật chất lẫn tinh thần do đại dịch Covid-19 mới có những ngày đoàn tụ. Vui là thế nhưng họ cũng nặng trĩu nỗi lo. Nhưng sau Tết sẽ ra sao, trở lại nhà máy hay ở quê, thu nhập ra sao? Những lo âu này đều từ ẩn số diễn biến Covid-19. Nếu Covid-19 diễn biến xấu hơn, liệu có lặp lại những chuỗi ngày ở đâu yên đó vừa qua? Có lẽ dù khó đoán Covid-19 sẽ thế nào, nhưng thông điệp tự tin mở cửa của Thủ tướng Chính phủ chí ít cũng giúp người lao động có thêm niềm vui tinh thần, hướng về một tương lai phía trước để có cơ hội kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Có cơ sở để chúng ta tự tin mở cửa, từ tiêm phòng, xây dựng hệ thống y tế, để chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tiến công vào Covid-19 thông qua chiến lược tiêm vaccine thần tốc. Tiến công vào mặt trận kinh tế thông qua việc bãi bỏ tất cả các quy định trái pháp luật về chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế. Sau 2 năm đại dịch lúc này, nhiều nước vẫn tranh luận liệu có nên tiêm vaccine, trong khi hầu hết người dân Việt Nam đủ điều kiện đã tiêm vaccine, tuân thủ 5K. Đây là lợi thế mà chúng ta phải tận dụng để mở cửa nền kinh tế. Có quan điểm cho rằng mở cửa cũng có nghĩa chấp nhận rủi ro, nhưng với diễn biến tích cực trong kiểm soát dịch bệnh thời gian qua, đây là rủi ro hoàn toàn có thể kiểm soát được. Đã tự tin mở cửa là mở tất cả các lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương, đến các cấp thực thi và các khu vực của nền kinh tế. Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng khóa cửa vì bất cứ lý do gì. Chỉ cần một khâu nào đó tần ngần, hậu quả rất lớn. Thử tưởng tượng, người lao động quay trở lại công xưởng, nhưng các trường học vẫn đóng cửa, sao cha mẹ yên tâm đến nhà máy. Thiệt hại không chỉ cho giáo viên, con trẻ, mà còn dẫn đến thiếu hụt lao động do phụ huynh phải ở nhà trông con. Khá nhiều doanh nghiệp phải hủy đơn đặt hàng xuất khẩu vì thiếu nhân công. Nếu cả nước có nhiều trường, nhiều lãnh đạo, nhiều địa phương có tư duy khóa cửa, thiệt hại chung cho cả nền kinh tế là con số vô cùng lớn. Chúng ta không thể cứ mãi tư duy kiểu chờ đợi sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc khủng hoảng kép, sức khỏe và kinh tế lần này sẽ không cho chúng ta có cơ hội chờ đợi sau cơn mưa rồi trời lại sáng. Dịch bệnh còn phức tạp, buộc chúng ta phải đi trước một bước. Kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi mạnh, nhất là ở những nước phát triển có độ phủ vaccine cao, đang có nhu cầu rất mạnh về hàng hóa, du lịch. Chậm chân một bước, cánh cửa cơ hội sẽ đóng sập lại với chúng ta khi mà các nước trên thế giới đang tăng tốc mở cửa nhằm lấy lại những gì đã mất trong 2 năm qua. Cánh cửa thời gian không chờ một ai, mở cửa sớm một nhịp, thuận lợi càng nhiều và ngược lại. Tự tin mở cửa mới giải tỏa lo âu của hàng triệu người lao động xa quê, tạo ra việc làm, thu nhập, là làm sống lại nhiều ngành kinh tế như du lịch, hàng không vốn kiệt quệ, là không còn những kiểu ngăn sông cấm chợ, cách ly gây bức xúc. Tự tin mở cửa phải được triển khai ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần. Tin vui áp Tết, Chính phủ thông báo giảm VAT, dân mua hàng rẻ hơn. Thưa quý vị, Nghị định số 15 quy định áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh từ 10% còn 8%. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đối với việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 15 quy định cụ thể về xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng. Tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội đã quy định nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa xác định rõ cụ thể.
để thuận tiện cho tổ chức cá nhân và cơ quan quản lý thuế áp dụng, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành hiện hành. Việc xác định hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo nghị định này gồm. Theo đó, phụ lục 1 nêu rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng. Danh mục này được xác định theo hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 43 của Thủ tướng Chính phủ gồm 7 cấp, như nội dung đã được quy định tại Nghị định số 92 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chịu tác động của dịch COVID-19 đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu, căn cứ theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, được phân loại theo mã HS hiện đang quy định tại thông tư số 65 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, tại nghị quyết số 43 đã quy định hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng, gồm có sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại nghị quyết số 43, cần thiết phải quy định rõ. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra, bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra, thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Phụ lục 2 là danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không được giảm thuế giá trị gia tăng. Danh mục hàng hóa, dịch vụ này được căn cứ vào hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành. Phụ lục 3 là danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin, không được giảm thuế giá trị gia tăng. Danh mục này căn cứ vào luật công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn và quyết định số 43. Tại nghị quyết số 43 của Quốc hội quy định giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, không phân biệt đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức hay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Do vậy, nghị định số 15 quy định áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng 10%, không phân biệt phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh là phương pháp khấu trừ hay phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Điều 1 nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Điều 2 nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thanh Hóa tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với hoạt động vận tải hành khách. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi hoặc đến 28 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và ngược lại, theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa tại các văn bản số 5330, số 6527, số 370. Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh gồm xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, vận tải thủy nội địa, tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tại các văn bản số 5873, số 5901. Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 2 lần trên tuần và được tiêm đủ liều vaccine từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Chỉ được chở tối đa không quá 50% số ghế trên chuyến, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm. Đối với các địa bàn có cấp độ dịch cấp 4, tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trừ trường hợp xe đưa đón công nhân, chuyên gia nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, địa phương, nơi đi, nơi đến. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có cấp độ dịch cấp 4 thì không được dừng, đỗ, đón trả khách. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thực hiện tốt thông điệp 5K, lập danh sách hành khách, lưu trữ tại đơn vị tối thiểu 14 ngày để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch.
Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Cảng hàng không Thọ Xuân, chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, ga Thanh Hóa, ga Bỉm Sơn, ga Minh Khôi tăng cường công tác giám sát dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, kiểm soát hàng loạt nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và thông điệp 5K, tổ chức giám sát dịch chặt chẽ, bảo đảm phát hiện sớm dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh để kịp thời bao vây, khoanh vùng xử trí. Thanh tra sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải của các đơn vị vận tải, bến xe, phương tiện vận chuyển khách, khu vực cảng hàng không Thọ Xuân, các ga đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật. Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại Bộ Y tế và nhiều bệnh viện trực thuộc. Thưa quý vị, căn cứ các thông tin thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định có các dấu hiệu lợi ích nhóm tại Bộ Y tế trong việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và nhiều sai phạm trong mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện. Chiều ngày hôm qua, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018 tại Bộ Y tế. Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bộ Y tế và 7 bệnh viện trực thuộc gồm Bạch Mai, Chợ Giấy, Việt Đức, Ca, Nhi Trung ương Huế và Thống Nhất. Đồng thời, kiểm tra xác minh một số gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ các thông tin thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định có các sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tiêu hao, thuốc chữa bệnh nên đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra xử lý. Các vụ việc bao gồm hồ sơ về gói thầu số 2 và gói thầu số 5, đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Thiết bị Quốc gia liên quan đến liên danh công ty Uni Văn Lang. Hồ sơ về thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não có sử dụng công nghệ lập kế hoạch và giải pháp PAC tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao tại Bệnh viện Tim Hà Nội đối với 10 gói thầu chỉ định thầu rút gọn năm 2018. Mua sắm trực tiếp dụng cụ và vật tư tiêu hao năm 2018. Gói thầu mua sắm hệ thống máy cộng hưởng từ bằng nguồn kinh phí Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 và gói thầu số 1 mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp siêu vi tính năm 2019. Thông tin việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh thuộc dự án đầu tư trên thiết bị y tế cho khu khám, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế. Thông tin về việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với gói thầu TB05-2014 cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị 1 và gói thầu TB06-2014 cung cấp và lắp đặt thiết bị xạ trị 2 tại Bệnh viện Ca. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận tại các đơn vị trên để xảy ra nhiều bất cập trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, vẫn có hiện tượng đầu tư thiết bị y tế dàn trải. Theo kết luận, Bộ Y tế còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao. Công tác quản lý giá trong lĩnh vực này của Bộ còn yếu kém, việc thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm còn hạn chế. Việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế còn sai phạm, có dấu hiệu lợi ích nhóm và dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm, quy định tại luật phòng chống tham nhũng, kết luận nêu. Cơ quan thanh tra cho rằng trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế trên thuộc lãnh đạo Bộ Y tế được giao phụ trách lĩnh vực này thời kỳ 2014-2018, các đơn vị cá nhân khác của Bộ có liên quan. Trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thuộc lãnh đạo phụ trách lĩnh vực của cơ quan này cũng trong thời kỳ 2014-2018. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có sai phạm trong quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc tại bệnh viện, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan. Trong diễn biến khác, mới đây, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.